xe ghẻ mày đặt con xe xế mày hả? Mày thắng thổ bố mày cái. Tao có đồng mặt. Nè, thích thì tới đây, gặp tao nói chuyện. Đừng có mày đặt la làng ở đó, anh mình mày khuyến hả mày? Gì? Odin game tay sền. Suốt ngày nó nói gà đừng nói chuyện với tao. Mấy gà, mấy gà. Ôi nè nè, tới đây đi. Bố mày chấp. Tao cho mày luôn chiếc xe con bộ không luôn. Mày nhóc. Ê mày, nãy có mày nhóc hù tao đòi tới kiếm tao. Nó nói nó có mặc áo filet với thầy xâm mịch nè. Mày xâm mịch nè con. Thằng nhóc hồi nãy chửi tao đâu? Nãy mày chửi ai? Dạ em đâu có chửi thôi anh trai. Hả? Em đâu có chửi. Mày chửi ai? Không, chửi ai thằng nhóc? Em nói nhóc. Mày chửi ai thằng nhóc? Chưa em tập. Rồi. Thiệt. Anh thích là được. Dạ. Đó, win hả? Dạ win rồi, anh chơi win. Giỏi quá. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Mà nói nhỏ nè. Dạ. Muốn chơi game bớt gáy rồi. Dạ em không gáy rồi. Dạ cảm ơn anh.